Xong sao Phi Nhung đã phẫu thuật thẩm mỹ, hé lộ hình ảnh hiện tại. Những ngày gần đây thông tin ca sĩ Phi Nhung còn sống đã làm chấn động dư luận cả trong lẫn ngoài nước. Thậm chí hôm nay còn xuất hiện một thông tin được cho là nội bộ còn gây sốc hơn cả. Đó là ca sĩ Phi Nhung đã âm thầm sang Mỹ, không chỉ điều trị mà còn thực hiện một cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ lý do vì sao Phi Nhung làm vậy thì chắc ai cũng biết. Nhiều người thẳng thắn cho rằng có thể vì bại lộ chuyện mình còn sống và làm đám tang giả, nên Phi Nhung quyết định thay đổi gương mặt nhằm tránh né búa rìu dư luận và chọn bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy đây vẫn chỉ là thông tin một chiều và chưa được kiểm chứng, nhưng liệu có thật hay không, việc Phi Nhung quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để tránh những thị phi và lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của cô. Trước đó như trong bản tin trước chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị, thì các bác sĩ tại Mỹ đã có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có những chuyển biến rất tích cực cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh chóng về thể lực cũng theo lời bác sĩ nếu phi nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ sớm được nhìn thấy một phi nhung trên sân khấu hoàn toàn bằng da bằng thịt nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho phi nhung vô cùng lo lắng đã thông báo trước với wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý bởi dù có tiến triển tốt nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó phổi của Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy con gái của Phi Nhung chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt, không cần can thiệp thở máy. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo nguồn tin khác cho rằng cái chết của Phi Nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn, một khán giả giấu mặt cho biết. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục đưa mẹ sang Mỹ để điều trị. Ngay trong đêm đó, cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu một người hâm mộ cho biết tôi là fan của phi nhung từ rất lâu rồi nghe tin phi nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ rằng đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn có rất nhiều điều khó giải thích một số ý kiến khác cho rằng ca sĩ phi nhung thực chất đã mất thật sự rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng phi nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thật sự đây là những điều không đúng sự thật hiện tại mẹ tôi đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hay không hâm mộ phi nhung cuối cùng wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng theo bác sĩ đang điều trị cho phi nhung cho biết các bác sĩ vẫn đang tích cực chăm sóc cho phi nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho những người hâm mộ phi nhung mạnh quỳnh vừa khóc vừa hát lý còn sáu bạc liêu hai tại tỉnh xá giác an quý vị và các bạn thân mến hôm nay mạnh quỳnh đã có mặt tại cali để tập dợt cùng với bàn nhạc và ekip hai bài hát anh sẽ biểu diễn trong live show nắng đẹp miền nam được diễn ra tại trung tâm thúy nga được thu hình trực tiếp và đăng tải trên mạng trong thời gian sắp tới Mạnh Quỳnh sau gần một tháng không đi show, dường như anh muốn dành toàn bộ tâm huyết trong buổi biểu diễn ngày mai. Mạnh Quỳnh sẽ biểu diễn với nhạc sĩ Lam Phương, từng song ca với Phi Nhung trong chương trình mùa 42 diễn ra tại Việt Nam. Đặc biệt, phần gian dẫn vô cùng cảm động của bà Merito cho bài hát Phúc Cuối được phối song ca với bản thù Phi Nhung trước đây. Đây là tiết mục được xem là linh hồn của Lai Xô và kỳ vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn cả bài hát Lý Còn Sáu Bạc Liêu. Bài hát phút cuối là bài hát song ca cuối cùng của Mạnh Quỳnh với Phi Nhung khi nam ca sĩ trở về Việt Nam. Đó cũng là lần cuối cặp đôi chỉ gặp nhau trước khi Phi Nhung qua đời vì Covid-19. Với bài hát kỷ niệm không thể nào quên của Mạnh Quỳnh Phi Nhung, anh đã không thể kìm được lòng mình khi tập cùng với ban nhạc và ekip. Thậm chí nhiều lần nam ca sĩ bật khóc ngay khi cất giọng hát và phải đợi rất lâu anh mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục tập cho ban nhạc. Hôm nay là buổi tập cuối cùng của Mạnh Quỳnh trước khi live show được diễn ra. Tuy nhiên, những nỗi nhớ về Phi Nhung lại hiện về trong tâm trí anh và những cảm xúc này không dễ gì có được. Chỉ những cặp đôi tri kỷ 21 năm mới có tình cảm sâu đậm như vậy, mới có thể rơi những giọt nước mắt vì nghịch tình sân khấu. Sau 6 tháng Phi Nhung qua đời, cảm xúc của anh vẫn nguyên vẹn nhất là thêm một lần nữa anh lại được song ca cùng với cái bóng của phi nhung trên sân khấu thúy nga có lẽ đây lại là một kỷ niệm nữa của mạnh quỳnh và trung tâm thúy nga muốn tiếng hát của phi nhung còn mãi để phục vụ người hâm mộ có thể thấy sau khi phi nhung qua đời chưa một nữ ca sĩ nào thay thế được khoảng trống của phi nhung để lại trên sân khấu vì vậy mạnh quỳnh chỉ hát đơn ca và sau khoảng một thời gian dài trung tâm thúy nga lại kết hợp giọng ca của mạnh quỳnh và phi nhung chắc chắn rằng bài hát phút cuối của Mạnh Quỳnh song ca với bản thu của Phi Nhung sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bài hát này sẽ được đăng tải trên trang Youtube của Trung tâm Thúy Nga phục vụ cho người hâm mộ trong thời gian tới. Nữ nhạc trưởng người nước ngoài đã bất ngờ công bố kết quả xét nghiệm ADN với Phi Nhung khiến fan hâm mộ vô cùng sửng sốt. Sự ra đi bất ngờ của Phi Nhung để lại cú sốc quá lớn với con gái và người thân trong gia đình cố ca sĩ. Mới đây nhất, người chị gái cùng cha khác mẹ của Phi Nhung đã được ca sĩ Gi Phương Trinh phát hiện đang ở Ukraine đã đăng tải bài viết nói về sự ngỡ ngàng của cô khi phát hiện cô gái có ngoại hình giống hệt cố ca sĩ Phi Nhung. Đây là một nữ nhạc trưởng người nước ngoài mà vợ cũ bằng kiều khi coi show ca nhạc phát hiện ra. Cụ thể, cách đây vài ngày trên trang cá nhân của ca sĩ Trizy Phương Trinh đã đăng tải bài viết nói về sự ngỡ ngàng khi cô phát hiện ra một cô gái có ngoại hình y hệt cố ca sĩ Phi Nhung. Cô còn tác cả em trai và con gái quen đi phạm vào dòng trạng thái. Hai người thân của Phi Nhung đều phải đồng tình rằng trong nữ nhạc trưởng quá giống Phi Nhung. Nhiều fan hâm mộ không lâu sau đã tìm ra chân tướng thông tin của cô gái này. Đa số người yêu quý Phi Nhung đều tin rằng đây rất có thể là chị gái thất lạc từ lâu của Phi Nhung mà chưa từng được công bố. Theo đó, nhiều người đã yêu cầu chị gái người Ukraine này hãy xét nghiệm ADN xem có cùng huyết thống với Phi Nhung hay không. Và mọi sự trông chờ, ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên khi cô gái này đã thông báo rằng không hiểu sao ADN của tôi lại trùng với Phi Nhung đến 99%. Cũng qua đó cho mọi người thấy rằng đây là điều rất đáng vui mừng một sự thật cũng được hé lộ với truyền thông mạng rằng đây là người chị cùng cha khác mẹ của phi nhung là thật đặc biệt điều khiến mọi người ngỡ ngàng là diện mạo của nữ nhạc trưởng này trông giống hệt cố ca sĩ phi nhung có thể thấy tầng đường nét trên khuôn mặt đến biểu cảm đều rất giống với giọng ca bậu ơi đừng khóc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like cũng như bấm đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến cố ca sĩ phi nhung xin chào và hẹn gặp lại